Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã đến thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nơi Đảng Cộng Hòa dự kiến chính thức đề cử ông làm ứng cử viên Tổng thống. Theo hãng tin AFP, máy bay chở ông Trump đã hạ cánh xuống Milwaukee chỉ hơn 24 giờ sau khi ông bị thương trong vụ ám sát hụt. Theo hãng tin AP, việc suýt chết đã khiến ông Trump thay đổi suy nghĩ về bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng Hòa. Được biết, bài phát biểu mới đang được chuẩn bị với nội dung tập trung vào việc đoàn kết đất nước. Ông Trump cũng cho biết đánh giá cao cuộc gọi từ Tổng thống Joe Biden sau khi ông trúng đạn, và cuộc cạnh tranh giữa họ từ giờ sẽ lịch thiệp hơn. Cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ có lẽ đã chết nếu không quay đầu nhẹ sang bên phải để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp. Theo hãng tin Reuters, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết hiện tại không có mối đe dọa nào đối với đại hội hoặc những người sắp đến dự. Còn cơ quan mật vụ cho biết họ không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào đối với kế hoạch an ninh của mình. FBI cũng đang điều tra vụ việc trên theo hướng khủng bố nội địa, đồng thời cho biết thêm nghi phạm gây ra vụ việc hành động một mình. Theo FBI, việc tìm ra động cơ đằng sau vụ nổ súng nhằm vào ông Trump là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này, đồng thời cảnh báo các lời đe dọa bạo lực trên không gian mạng đã gia tăng, đặc biệt sau khi xảy ra vụ việc. Vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 đã mở ra một chương mới đen tối trong câu chuyện bạo lực chính trị ở Mỹ, làm rung chuyển quốc gia vốn đã chia rẽ sâu sắc tại một trong những thời kỳ căng thẳng nhất lịch sử hiện đại của nước này. Không chỉ vậy, vụ việc trên cũng đang dấy lên quan ngại về một cuộc khủng hoảng an ninh lớn của cơ quan mật vụ Mỹ. Những diễn biến gây sốc trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Trump đã bổ sung thêm yếu tố chính trị đầy biến động vào một năm bầu cử khó đoán, khi gần đây ông Biden, Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử, phải đấu tranh để giành lấy đề cử của mình sau màn tranh luận kém nổi bật và việc ông Trump 78 tuổi bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội. Với tình trạng chính trị bị phân cực nghiêm trọng ở Mỹ, cú sốc ban đầu về vụ ám sát chắc chắn sẽ gây ra những chia rẽ nghiêm trọng. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Biden đã chỉ đạo sở mật vụ cung cấp cho ông Trump mọi nguồn lực bảo vệ và khẳng định cần phải giảm nhiệt căng thẳng trong chính trường Mỹ. Chúng ta không được phép bình thường hóa bạo lực. Ngôn từ chính trị trong đất nước này đã trở nên rất nóng, đã đến lúc hạ nhiệt. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm trong việc này. Chúng ta phải giải quyết khác biệt thông qua hòm phiếu, chứ không phải là bằng những phát đạn. Trong khi đó, việc mật vụ Mỹ và các lực lượng an ninh địa phương không rà soát mái nhà máy nơi tay súng nằm bắn đã đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong quy trình bảo vệ ông Trump, ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, và có thể sẽ làm thay đổi toàn diện chiến dịch tranh cử Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh. Không chỉ ở khâu chuẩn bị trước, các bước xử lý của một vụ sau khi ông Trump bị bắn cũng bị chỉ trích khi đã để ông Trump nán lại trên sân khấu. Mục tiêu chính của mật vụ là ngăn những hành động như thế này xảy ra và phản ứng nhanh nhất có thể để đưa yếu nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đúng ra là họ phải đưa ông ấy ra khỏi sân khấu trong vài giây, bất chấp ông Trump muốn làm gì. Nếu lúc đó có một kẻ ám sát nữa thì chắc chắn hắn ta đã bắn trúng ông Trump. Cả hai điều trên đều cho thấy là mật vụ Mỹ đã thất bại. Giới quan sát cho rằng có những tác động khó lường đối với chiến dịch tranh cử mà ông Trump đang dẫn trước ông Biden, ngay cả trước khi chiến dịch của ông Biden rơi tự do với màn tranh luận bị cho là thảm hại ngày 27 tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, bầu không khí xung quanh Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee tuần này sẽ còn căng thẳng hơn nữa trước cuộc chiến văn hóa về súng đạn, thường là vấn đề tranh luận nóng trên chính trường Mỹ. Mỹ nổi tiếng với luật súng lỏng lẻo, và sự kiện Đại hội Đảng Cộng Hòa lần này có thể là tâm điểm mới của cuộc tranh cãi về quyền sở hữu súng, điều mà nhiều người thuộc Đảng Cộng Hòa trước đó ủng hộ. Tác động rộng hơn của vụ xả súng đối với chiến dịch tranh cử của Tổng thống cũng có thể đáng chú ý. Ông Trump từ lâu đã có thói quen tổ chức các cuộc vận động thường xuyên trên khắp đất nước. Những sự kiện như vậy có thể thu hút hàng chục nghìn người. Tuy nhiên, sau vụ việc vẫn chưa rõ vị cựu Tổng thống Mỹ này có hủy bỏ sự kiện trong tương lai hay tiếp tục tăng cường chiến lược của mình. Lịch sử cho thấy bạo lực vẫn là một vết sẹo sâu trong nền chính trường Mỹ. Các nhà khoa học chính trị và chuyên gia đã cảnh báo trong những năm gần đây rằng sự phân cực chính trị leo thang đang đi cùng với việc những mối đe dọa và hành động bạo lực trở thành một phần phổ biến của nền chính trị xứ Cờ Hoa. Thưa quý vị, các bộ ngành thực hiện năm đẩy mạnh với tinh thần đã bàn, đã thông thì phải thực hiện. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả. Triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
diễn ra hôm nay. Theo Ban Chỉ đạo, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh, 247 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, thực thi phương án phân cấp đối với 108 thủ tục hành chính. Đến nay, đã giảm được 33 đơn vị sự nghiệp công lập cấp bộ. Dự kiến năm 2024 giảm 72 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. 6 tháng đầu năm 2024, các bộ ngành địa phương giảm gần 3.900 người, trong đó địa phương giảm gần 3.800 người. Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đi vào thực chất. Kết luận phiên họp, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt quan điểm thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần năm đẩy mạnh, đó là đẩy mạnh ra soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách trong việc huy động nguồn lực, đẩy mạnh đối ngoại, chia sẻ, xử lý vướng mắc, bất cập phát sinh để khơi thông, thúc đẩy phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Đẩy mạnh thực hiện không dùng tiền mặt trong chi tiêu tài chính, chống tiêu cực, giảm chi phí tuân thủ. Là đẩy mạnh cải cách hành chính công vụ, tăng cường cái kỷ luật kỷ cương hành chính, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quá trình thực hiện cái cải cách hành chính. Đẩy mạnh cái chuyển đổi số, xây dựng cái chính quyền số, xã hội số, rồi công dân số, rồi số hóa hồ sơ, số hóa cơ sở dữ liệu, rồi phối hợp chặt chẽ với lại các bộ, các ngành, các địa phương trong quá trình chia sẻ dữ liệu. Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9-2024. Bộ Nội vụ ra soát nhằm thể chế hóa đầy đủ, bảo đảm thống nhất với quy định số 148 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh, mở không gian mới cho năng lượng tái tạo. Đây là hai trong nhiều yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu ra tại cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến dự thảo luật điện. Theo Phó Thủ tướng, luật điện lực sửa đổi cần giải quyết mối quan hệ kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng tách bạch quản lý nhà nước với kinh doanh sản xuất điện, tạo lập hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo và hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới về năng lượng, phát triển và xuất khẩu điện gió ngoài khơi, sản xuất nhiên liệu xanh như hydro xanh, ammoniac xanh. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công Thương quan tâm đến các chính sách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chiến lược phát triển Việt Nam trở thành trung tâm năng lượng của khu vực và thế giới, vai trò của nhà nước trong bảo đảm an toàn hệ thống, khuyến khích phát triển điện nền như pin lưu trữ điện, thủy điện tích năng, điện hạt nhân an toàn để tăng tỷ lệ huy động điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Theo Bộ Công Thương, dự thảo luật điện lực sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới được xây dựng theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, trung ương, địa phương trong xây dựng chính sách, quản lý ngành điện, cũng như quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động điện lực và sử dụng điện. Đến năm 2035, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 183 km đường sắt đô thị, gồm 6 tuyến và 148 nhà ga. Tổng mức đầu tư sơ bộ đến giai đoạn này là gần 824.500 tỷ đồng. Đây là nội dung của tờ trình về đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo kết luận 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng nhân dân khóa 10, kỳ họp thứ 17 khai mạc sáng nay. Theo dự thảo, đến năm 2035, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 183 km đường sắt đô thị và đến năm 2045 đưa tổng chiều dài lên 351 km và năm 2060 là 510 km. Thế đây là trên cơ sở chúng ta gắn với cái việc chúng ta đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chung, và quy hoạch chung thì cũng đã báo cáo ban chấp hành và báo cáo hội đồng, hiện nay chúng ta hoàn chỉnh. Và trên cơ sở cái nền tảng đấy thì chúng ta xây dựng đề án này và phân ra 3 thời kỳ, và gắn với cái quy hoạch chung đấy chúng ta hướng tới thành phố hiện đại, thành phố alpha cộng, và 2060 chúng ta sẽ thành phố là tầm cỡ quốc tế thế giới, và chúng ta đảm bảo mật độ của đường sắt khoảng 30 đến 40 triệu dân chúng ta phải có 1 km đường sắt.
Để thực hiện mục tiêu này, nguồn vốn cho dự án là rất lớn. Ngành Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định phải thực hiện chủ đạo bằng nguồn vốn nhà nước, vốn ODA chỉ sử dụng vào số ít hạng mục. Đồng thời, phải thu hút đội ngũ nhà thầu trong nước nhưng có sự tham gia của tư vấn, giám sát của chuyên gia, tư vấn quốc tế. Nếu chúng ta triển khai 6 tuyến này thì tất cả đều là nếu như theo cái tổng mức hiện nay vốn ngân sách đến trên 10.000 tỷ thì chắc chắn đó là thuộc nhóm là dự án quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quốc hội. Thì trong này chúng ta đã nghiên cứu đề xuất cơ chế là phân cấp phân quyền về thành phố. Thì sau cái hướng là sau này thì tất cả các dự án này khi thông qua chủ đầu tư thì chúng ta ứng xử như dự án nhóm A, tức là hội đồng thành phố chúng ta sẽ quyết định chủ đầu tư và thành phố sẽ quyết định phê duyệt dự án tương tự như các dự án nhóm A hiện nay chúng ta đang làm. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu được thông qua, giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2027-2028 sẽ khởi công đồng loạt 6 tuyến và phấn đấu trong khoảng gần 9 năm sẽ hoàn thành 183 km đường sắt đô thị. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phố nối tỉnh Hưng Yên sẽ phải hoàn thành trong tháng 7 tới đây. Đến thời điểm này, ở nhiều công trường, hàng ngàn cán bộ công nhân ngành điện và lực lượng thanh niên xung kích tình nguyện của các địa phương đang nỗ lực từng giờ từng ngày để đưa dự án về đích đúng kế hoạch. Ghi nhận của các phóng viên tại tỉnh Quảng Bình. Nắng nóng miền Trung, những bữa ăn vội trên công trường, hầu như ai cũng quên nắng gió để tập trung công việc, tất cả vì tiến độ của dự án này. Thường vụ đoàn xã Quảng Đông thì đã thành lập một cái đội tình nguyện 30 người và đã tham gia, thứ nhất là hỗ trợ người dân di rời nhà cửa, tài sản ra khỏi hành lang tuyến, chặt cây đảm bảo an toàn hành lang và đồng thời là phụ giúp hỗ trợ công tác hậu cần và một số công việc tại các trụ móng của đường dây 500 kV Quảng Trạch phố nối. Khó khăn nữa đó là tất cả các trụ móng phần lớn nó nằm ở trên đồi núi. Tại Quảng Bình, tuyến đường dây của dự án có chiều dài gần 3 km với 10 vị trí móng thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Cùng với lực lượng điện lực, tỉnh đoàn Quảng Bình đã cử 4 đội thanh niên xung kích với 40 đoàn viên tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn giao thông cũng như công tác hậu cần. Bên công việc thì anh em đều bỡ ngỡ, công việc đều làm lên đâu. Nhưng cùng với cái sự quyết tâm khi mà nhận nhiệm vụ thì cũng đến nay cũng đã hoàn thành khối lượng công việc được giao. Tại hiện trường thì anh em đã bố trí người cắt cử người để về tận Diễn Châu để xịt cơm lên. Do cái đê ở đây gần ở đây quanh đây là không có phục vụ hậu cần. Đường dây Quảng Trạch phố nối là một cái đường dây huyết mạch mang tầm quan trọng chiến lược và đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cung ứng đủ điện trong những năm sắp tới. Thì công ty điện Quảng Bình cũng đã thực hiện điều động 2 đội xung kích với lực lượng cán bộ kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm làm trên công tác đường dây để hỗ trợ dừng tại cái vị trí cột 381 và 382 của cái đoàn tuyến Quảng Trạch Quỳnh Lưu. Công ty điện lực Quảng Bình thì luôn luôn động viên khích lệ tinh thần của các anh em cán bộ công nhân viên trên công trường vượt nắng thắng mưa. Không riêng các móng cột, công tác kéo dây ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, công ty điện lực Quảng Bình còn đảm nhiệm thi công dựng cột tại vị trí 381 và 382 thuộc vùng đồi núi xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này phải chạy nước rút và vì thế đơn vị đã cử 2 đội xung kích, 2 xe 3 trong 1 và nhiều vật tư thiết bị để cùng với hơn 400 công nhân kỹ sư của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tham gia hỗ trợ thi công trên các công trường. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai phương án chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng cần khẩn trương thông báo tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú ẩn an toàn. Đến thời điểm này hôm nay, 13 giờ, toàn tỉnh Quảng Bình có 314 phương tiện tàu thuyền với hơn 1.600 lao động đang hoạt động trên biển. Hầu hết các phương tiện tàu thuyền đã được Bộ đội Biên phòng thông báo và nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới. Hiện Bộ đội Biên phòng của tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp với các địa phương và gia đình giữ thông tin liên lạc, thông báo cho các chủ tàu thuyền nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tìm nơi tránh trú an toàn. Tại các tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ, thời gian gần đây, bên cạnh hoạt động khai thác hải sản,
nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản cũng đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lượng nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, điểm hạn chế của hầu hết các mô hình này là thiếu tính bền vững. Cảng cá Tiên Châu, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tiếp nhận mỗi ngày khoảng 300 lượt tàu với lượng thủy sản lên đến 10.000 tấn. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, người dân sống quanh khu vực này đã chiếm mặt nước gần cảng làm bè nuôi thủy sản. Hoạt động này có thể giúp không ít hộ gia đình ngư dân cải thiện đời sống. Thế nhưng, lại trở thành mối nguy đối với tàu thuyền khi bốc rỡ hải sản hay tránh trú thiên tai. Sự xung đột về lợi ích giữa khai thác với nuôi trồng dẫn tới hạ tầng nghề cá thiếu chuyên nghiệp. Xung đột giữa cái lợi ích phát triển kinh tế và lợi ích nuôi trồng thủy sản của bà con thì hiện nay thì sẽ đang tập trung để mà giải quyết cái mâu thuẫn này, tập trung để đầu tư các cái hệ thống để mà chuyển đổi các cái nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Việc chuyển đổi các đối tượng thủy sản nuôi biển đang gặp phải vòng luẩn quẩn, không xuất phát từ nhu cầu thị trường nên khâu tiêu thụ thủy sản luôn bấp bênh, nhất là khi vấp phải những rào cản thương mại như sử dụng kháng sinh, đối tượng nuôi, kích cỡ để xuất khẩu. Giảm khai thác, tăng nuôi trồng là chủ trương và mục tiêu lâu dài của ngành thủy sản cả nước. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm hơn nữa chính là phải xây dựng được vùng nguyên liệu bền vững, có trách nhiệm. Ngoài việc bàn giao mặt nước, cấp mã số vùng nuôi, thì sự phối hợp tuân thủ đúng tiêu chuẩn vùng nuôi của người dân để truy xuất được nguồn gốc thủy sản cần phải được thực hiện đồng bộ. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc. Trước mắt là thị trường Trung Quốc cũng như thị trường Hoa Kỳ. Cái việc phát triển các cái vùng nguyên liệu thì chúng ta phải có tính toán một cách cụ thể và chi tiết. Từng vùng chúng ta phát triển được với cái sản lượng tối đa là bao nhiêu, để từ đó chúng ta kiểm soát được cái số lượng và đi cùng với nó là cái chất lượng sản phẩm tạo ra. Chúng ta phải có những cái khuyến cáo cũng như cái hướng dẫn cho bà con nuôi trồng thủy sản trên biển là có những cái sản xuất có trách nhiệm đối với cái sản phẩm mình làm ra. Trong số các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mục tiêu tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm và mục tiêu hành động về khí hậu là hai trong số 17 mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam. Nội dung này cũng được cụ thể hóa trong Chiến lược Phát triển Thủy sản Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt từ 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sau hơn một tháng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024 vừa được khép lại, sự thành công của lễ hội lần này đã nâng tầm và đưa thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch. Nhờ sự kiện này, nguồn thu du lịch từ các hộ kinh doanh, từ doanh nghiệp lớn đến cả những người buôn bán nhỏ lẻ đều có sự gia tăng đáng kể. Tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn, nơi diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, những người buôn thúng bán bưng như chị Hồng đang tất bật chuẩn bị bày hàng. Sát quầy của chị là những xe nước mía, xe bán thức ăn vặt, điểm giữ xe cũng rất là rộn rã, nhộn nhịp. Ở mùa pháo hoa là nói chung tiền cũng đỡ nhiều lắm. Có cái pháo hoa là đi bán kiếm thêm thu nhập để cho con cái đồ này kia, vẫn đỡ bất cần đi vô năm học. Nhờ có lễ pháo hoa quốc tế này thì em kiếm thêm thu nhập cũng khá khá. Dạ, ngày bình thường thì em bán 10 ly, chứ có lễ pháo hoa thì em bán 100 ly, 200 ly. Chung cái thì em bán cỡ 300 ly. Muốn cái lễ hội này xảy ra thường xuyên để em với bà con kiếm thêm thu nhập. Còn với chị Trang thì lễ hội pháo hoa cũng là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Trên thủ tàn sở, dạo quanh khu vực sông Hàn, nơi người dân địa phương và du khách tập trung đông xem pháo hoa, chị bán quạt giấy, áo mưa kiếm thêm thu nhập. Mình đi làm công ty, mình đi làm mà đi về tranh thủ đi bán cái này cũng thu nhập thì cũng được. Cũng mỗi đêm mình tranh thủ được 1 tiếng, 2 tiếng thôi, thu nhập cũng ổn định. Cũng được mấy trăm một buổi, tầm 3 tiếng rồi đó. Mình chịu khó, mình đi, mình thêm thu nhập mua sữa cho con. Theo đánh giá của ngành du lịch Đà Nẵng, lượng khách bùng nổ dịp này đã góp phần mang lại doanh thu mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Đêm chung kết, các cơ sở lưu trú phục vụ ước khoảng hơn 90.000 lượt khách, công suất buồng phòng toàn thành phố gần như đạt mức tối đa. Chỉ riêng tháng 6 vừa qua, thời điểm diễn ra lễ hội pháo hoa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống
ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể nói cái lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã đóng một cái vai trò rất quan trọng, rất có ý nghĩa cho điểm đến trong cái việc đó là tạo sự kiện nổi bật cũng như là thu hút khách cả trong và ngoài nước. Hiệu quả mà lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mang lại là tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thêm thu nhập cho người dân. Đây cũng là minh chứng cho sự cộng hưởng bởi bất cứ ai tham gia cung ứng dịch vụ vào lễ hội này đều được hưởng lợi. Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2024, nhiều lớp học kỹ năng miễn phí do các thầy cô là sinh viên, thanh niên tình nguyện đứng lớp đã thu hút sự tham gia của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Không chỉ dạy bơi, nhiều kỹ năng về tự vệ, phòng chống bạo lực học đường cũng được bổ sung cho các em nhỏ. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Hè này, em Minh Anh, học sinh lớp 5 ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, rất háo hức tham gia khóa học kỹ năng mềm miễn phí do các anh chị sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng giảng dạy. Minh Anh và nhiều em nhỏ khác được học kỹ năng tự vệ, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em, học tiền tiểu học cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1, luyện chữ đẹp. Con học được 5 buổi rồi, con học được những điều là đá, tiếp theo là đấm, 36 bài quyền và thêm cả một số các cái tự vệ cho bản thân ở ngoài đời. Mùa hè xanh năm nay, đoàn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng triển khai 10 đội hình với 150 tình nguyện viên tổ chức các hoạt động ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vùng nào thì cũng có học sinh khó khăn, kể cả vùng nông thôn hay vùng thành phố đều có học sinh khó khăn. Tuy nhiên là đối với học sinh của cái vùng đô thị thì ít được quan tâm hơn. Có thể là sẽ hỗ trợ cho các cái gia đình khó khăn này kia, nhưng mà khi nghĩ đến các hoạt động thiện nguyện, khi nghĩ đến sự hỗ trợ thì người ta sẽ tìm về các vùng nông thôn vì ở đó nó khó khăn nhiều hơn. Tuy nhiên là nếu như mà ở những cái đơn vị mà đóng quân trên cái địa phương đó thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái sự nhìn nhận xác đáng và phối hợp để giải quyết những cái khó khăn. Ví dụ bên ở trường sư phạm chính vì vậy mà năm nay tổ chức ở cả hai cái địa phương. Cũng từ đầu tháng 7, đoàn trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đồng loạt triển khai các lớp dạy bơi miễn phí và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho các em nhỏ khó khăn ở quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê. Biết được các kỹ năng phòng tránh đuối nước, đó là bơi để cho sau này đi bơi kia rồi có thể vui chơi với bạn bè thoải mái. Đa phần thì các em rất là hòa đồng và vui vẻ, đặc biệt là các em rất là thích tham gia cái môi trường học tập mới này, vì thực sự là gia đình các em không chưa có điều kiện để cho các em tham gia các lớp học tập mà chuyên môn như vậy, đặc biệt là tại cái bể bơi của trường thể thao thì đáp ứng được cái cơ sở vật chất tốt cho các em có thể tham gia các hoạt động này. Với gần 3.000 tình nguyện viên áo xanh tham gia các lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước miễn phí, 49 đội tình nguyện dạy tiếng Anh, mùa hè năm nay thật sự có ý nghĩa với trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng, góp phần thành công chung vào chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh trên toàn quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam. Ở các tỉnh miền Trung trở ra đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Lúc 13 giờ chiều nay 15 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.